Hello anh chị em, ngày nay chúng ta lại gặp lại nhau. Và trong series tìm hiểu các loại bệnh ở trong group chữa bệnh dành cho người mới, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về một loại bệnh về mang cá. Thì ở trên group đang có một bài viết mà rất là nhiều người đang tranh cãi nhau, không biết là bị bệnh thối mang, nấm mang hay là bị sán mang. Thì sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cái tình huống này nhé. Thế thì có bác đăng bài như này: cá của mình bị biếng ăn hơn một tuần, hầu như là không bơi mà ở suốt một chỗ, sáng nay vừa mới chết. Mình xem không thấy vẩy bị gì, bụng mềm, mang cá trông như hình. Hồ mình có đáy cát dày, thường nước khá đục nhưng cá sống nhiều năm ok. 2 tháng gần đây chỉnh lại vị trí di mát trong bể lọc, nước trong hơn hẳn. Cá có vẻ bị stress, không lẽ thì không quen với nước trong, nhìn rõ người nên sợ. Cá cũng quẫy mình cọ vào đáy cát nhiều hơn trước đây. Các bác cũng xem giúp vấn đề nằm ở đâu với. Cảm ơn nhiều. Thế ở đây thì có rất là nhiều bác bình luận là bị sán mang rồi. Đấy. Và có bác nói là bị sán mang. Thế thì cái bác đăng cái bài này có chụp cái ảnh này và nói là cảm ơn bác, sán mang là chỗ trắng trắng mũi tên này đúng không ạ bác? Đấy, thì cái bác này nói là trắng đục đó, mang cá khỏe đỏ au cơ. Đấy, thì có bác nói là cá nhà em cũng là đờ biếng ăn mà không biết bệnh gì, mong các bác có kinh nghiệm giúp. Rồi có bác thì nói là phải đo chỉ số nước cái pH 7.5, bác này nói 7.5, có cần đo thêm gì nữa không? Thì bác kia nói là chỉ số NH3, NO3 phải đo, hai chỉ số này cao là cá dễ đi lắm. Thì đây đúng, chỉ số cao thì cá dễ đi, nên nó không liên quan gì đến cái chuyện là ở đây là sán mang hay là bệnh nấm mang cả. Rồi có bác nói là theo mình là sán mang không bị như vậy, trước mình có mấy em bị sán mang rồi, triệu chứng là lờ đờ mặt nước, khi chết mang có những cục trắng nhỏ bằng đầu tăm, cá không hề có triệu chứng quẫy cạ mình đáy hồ như bác nói. Đấy, thì có bác lại nói là theo mình cá bác bị chết dẫn đến nhiễm khuẩn, để ý các vây và tay bơi bị ăn cụt là bị khuẩn ăn thịt. Đấy, có bác nói là sao giống mình, cá của mình thế bị bệnh rồi nằm nghiêng, mình đang hóng sẽ bị bệnh gì. Đấy, và có bác hỏi như thế này là bị nấm hay là ký sinh trùng. Nói chung là rất là nhiều những cái bác inbox, còn có bác bảo là bị ký sinh trùng nữa cơ. Đấy, thế nên thì ở đây thì anh chị em cùng phân biệt một chút giữa cái việc là nấm mang, thối mang và bị sán mang nó như thế nào nhé. Và trường hợp này thì mình Long nghĩ rằng là nó không phải là sán mang, vì những cái tơ trắng mũi tên như hình anh chị em vừa xem vừa rồi đấy không phải là con sán, vì con sán nó phải dùng cái vi khuẩn và sán ký sinh trùng trong mang thì phải dùng kính hiển vi với soi được cơ thì mới là sán. Thế nên chúng ta cùng tìm hiểu từng trường hợp một để xem đây nó là cái bệnh gì nhá. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng xem cái là bệnh thối mang. Đây là cái bệnh gây ra do cái vi khuẩn dạng sợi Misococcus piscicola. Đấy, cá ao bùn còn gọi là cái bệnh mang đóng bùn ấy. Loại vi khuẩn này có men protease để phân giải tế bào, do đó các mô tế bào nhanh chóng thối rữa. Cá bị bệnh thối mang thường kết hợp với bệnh nhiễm trùng máu do vi khuẩn Aeromonas di động và Pseudomonas cái cơ hội tấn công, vì vậy gây chết nhanh và có thể ủ bệnh trong cái giai đoạn sau gây xuất huyết lở loét. Về cái phòng bệnh, cái bệnh thối mang này thì cũng nói luôn với anh chị em đó là mình cần phải giữ cái môi trường sạch, tránh ô nhiễm, tăng cường sức khỏe cho cá bằng cách trộn dinh dưỡng bổ sung cho ăn, định kỳ diệt khuẩn và bổ sung vi sinh khi thời tiết bất lợi, không nên lạm dụng kháng sinh để tránh hiện tượng kháng thuốc do vi khuẩn. Cách trị bệnh này cần có pháp đồ điều trị cụ thể, đó là thứ nhất là diệt khuẩn nước. Chúng ta dùng những cái loại chất diệt khuẩn như là thuốc tím hoặc là chloramite để chúng ta diệt khuẩn, và nhớ là chúng ta cần phải lặp lại liều sau tầm khoảng độ từ 5 đến 7 ngày, tránh cái tình trạng là vi khuẩn mới sinh ra hoặc là trứng nó nở ra. Rồi chúng ta dùng thuốc diệt KST lặp lại 1-2 lần, diệt ấu trùng trứng mới nở lần 2. Đó là cái lưu tâm anh chị em. Anh chị em có thể đánh nước vôi, cải thiện môi trường nước để diệt khuẩn, hoặc là đánh sau khi mà anh chị em đánh xong thay nước ok cho hết thuốc xong thì chúng ta có thể dùng đề tốc quát để chúng ta khử lại nước cho nó ok, và ngày hôm sau chúng ta mới đánh vi sinh, chứ anh chị em không đánh vi sinh và vitamin C và khoáng ngay nhé, vì đề tốc nó khử
tất cả mọi thứ. Thì tốt nhất là sau 12 tiếng dùng detox watch để cải thiện môi trường nước thì anh chị em có thể châm những thứ khác. Ngoài ra thì chúng ta có thể trộn kháng sinh cho cá ăn 5 đến 7 ngày. Kháng sinh ở đây thì có rất là nhiều loại, và cái loại mà Long thường dùng hay nhiều anh chị em thường dùng nó an toàn cho cá, đó là cái loại gelatin, để diệt vi khuẩn cơ hội bên trong ủ bệnh, gây cá yếu và phát bệnh xuất huyết mùa sau anh chị em nhé. Đó thì với cái bệnh đầu tiên là thối mang này thì anh chị em có thể thấy là nó đóng những cái sủi ở mang như kiểu cục bùn ấy, đóng bùn ấy, thì ở trong trường hợp của bác này thì cá không phải là bệnh thối mang. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái trường hợp tiếp theo. Với cái bệnh nấm mang thì nó sẽ lây lan qua hai con đường. Thứ nhất đó là thông thường nhất là xâm nhập trực tiếp vào mang. Thứ hai là hoặc là nó sẽ xâm nhập vào cái bao tử nấm, xâm nhập vào ruột và sau đó là vào mạch máu rồi đến mang để gây bệnh. Thế thì bao tử sau khi đến mang phát triển thành cái sợi nấm phân nhánh dọc theo các mạch máu của lá mang rồi tiến vào sâu bên trong tổ chức mang, gây loét mang, đứt rời các sợi mang làm cá ngạt thở. Bệnh này nó phát triển rất là nhanh, chỉ trong vài ngày có thể lan toàn bộ số cá nuôi trong hồ của anh chị và tỷ lệ chết lên đến 50% cơ. Bệnh phát triển mạnh ở cái nhiệt độ dưới 20 độ C. Thế thì nấm mang có thể là cấp tính, mang cá màu đỏ tươi, nhiều nhớt, hoặc là thể mãn tính thì các tơ mang bị sơ trắng và bị thối giữa. Thế thì với cái việc phòng bệnh nấm mang thì cá mua về thì các anh chị phải tắm khử khuẩn đi, có thể tắm nước muối biển 10 phút ở cái độ mặn và 2 đến 4 phần ngàn, hoặc là các anh chị có thể tắm thuốc tím. Và với cái bệnh này là khi nhiệt độ thấp thì anh chị em cần hòa muối để tạt vào hồ từ 1 đến 3 kg cho 1 mét khối nước. Từ 1 đến 2 kg thì dành cho những anh chị nuôi cá mà trước đến giờ các anh chị không đánh muối thì chúng ta có thể đánh tạt vào từ 1 đến 2 kg. Còn với anh chị đã duy trì hồ ở mức độ 3 kg muối cho một khối thì khi mà cái thời tiết thay đổi mà mùa đông tới nhiệt độ thấp thì các anh chị có thể tăng từ 3 đến 4 kg muối cho một khối để duy trì cái sự ổn định. Thì trị bệnh thì có thể chúng ta có thể là té thẳng muối vào bể hoặc là bắt cá ra tắm nước muối. Ngoài ra thì khi mà cá bị bệnh như này thì chúng ta phải có những cái loại chuyên dụng. Ví dụ như trước kia người ta hay dùng những cái là đồng sunfat hay là chloramite để trị những cái bệnh này. Nhưng mà đồng sunfat thì nó độc hại và tồn dư trong bể nó lâu, tức là nó lâu bốc hơi hoặc là nó tan ra, phân hủy đi. Bây giờ thì người ta sẽ dùng đồng nano hữu cơ đánh vào bể là an toàn và hiệu quả. Hoặc ngoài ra chúng ta có thể dùng chloramite với liều là từ 5 đến 7 gram cho 1 mét khối nước thì anh chị cũng có thể dùng để điều trị được. Thường cá anh chị em mà hay tắm muối đánh muối tắm muối và đánh muối thì nên bệnh nó sẽ ít bị, tức là những cái hồ mà đánh muối vào trong hồ duy trì ổn định 3 kg muối cho một khối thì cá nó sẽ ok hơn là với những cái hồ mà anh em bây giờ đang chơi theo kiểu là bán tự nhiên hay là hồ không dùng muối. Đó thì khi nhiệt độ thay đổi thất thường, nhất là miền Bắc thì cá nó rất dễ bị bệnh. Thế nên là anh chị em chú ý. Thì đó là về cái bệnh nấm mang. Thế thì cuối cùng là cái bệnh sán mang. Thì sán mang và sán trú ngụ nó sẽ trú ngụ ở hai cái nơi khác nhau trên thân con cá coi. Thứ nhất là sán mang ở mang cá và thứ hai là sán ở da cá. Nhưng mà khi mà cá coi mắc bệnh sán mang thì sán da sẽ có dấu hiệu tương đối giống nhau. Như là thứ nhất là cá sẽ ngứa mình này, cọ mình vào thành hồ hoặc là các thiết bị trong hồ và bể nhằm rũ sán ra khỏi mang hoặc da. Làm như vậy thì da cá sẽ bị chảy và chóc vẩy. Thứ hai là mang hoặc da sẽ bị kích ứng, hình thành vết thương do sán hút máu. Rồi tiếp theo là dấu hiệu lười bơi, nằm dưới đáy ao hoặc hồ và chỉ nổi lên để lấy thêm không khí hoặc là khi cho ăn. Rồi thứ tư là cái hiện tượng là bị xỉn màu. Rồi thứ năm là hiện tượng treo mình lờ đờ trên mặt nước. Còn thứ sáu là hiện tượng chậm ăn, lười lấy thức ăn. Đó, thì cả sán mang và sán da đều ký sinh trùng có kích thước siêu nhỏ. Vì vậy chúng ta không thể dùng mắt thường quan sát và phát hiện chúng trên cơ thể cá coi được. Đấy, thế thì để khả dụng nhất thì thường ở các trại người ta sẽ dùng soi ở dưới kính hiển vi thì người ta mới biết được.
Đấy. Thế thì cái nguyên nhân gây ra cái vấn đề này đó là hệ thống lọc nó xử lý nước kém, nhiệt độ nước nó không đạt tiêu chuẩn, hay là mật độ cá quá dày, hoặc là cho ăn quá nhiều, điều đó có thể gây ra sán ở cá koi. Sán mang, sán da hay bất kỳ loại ký sinh trùng nào khác ấy, thông thường nó đều biểu hiện, nó sẽ hiện diện trong hồ, nhất là khi môi trường nước nó không đảm bảo chất lượng là hồ cá của anh chị bị dính ngay. Đó, sán mang và sán da tấn công cá koi đẻ trứng và trứng nở trong vòng 4 ngày ở nhiệt độ nước 20 độ C, nhưng có thể mất đến 5-6 tháng để nở trong nước từ 1 đến 3 độ C. Thì 1 đến 3 độ C Việt Nam thì không có rồi, thì cái cơ hội mà 5 đến 6 tháng sau nó nở thì không có. Thì trong vòng 4 ngày dưới nhiệt độ nước 20 độ C nó sẽ nở. Thì nếu như anh chị đánh liều thuốc trị bệnh này thì các anh chị phải đánh nhiều nhắc lại, để tránh hiện tượng là trị xong rồi, trị bệnh xong rồi thì chúng ta cho vào hồ, thì hồ chúng ta đánh khử khuẩn một lần và 4 đến 5 ngày sau chúng ta không đánh liều nhắc lại thì trứng lại nở ra, cá nó lại bị bệnh. Thế thì với cái bệnh này thì cái cách điều trị sán mang hoặc sán da thì các anh chị có thể dùng cái sản phẩm Pariwanthel. Thì Pariwanthel thì nó hơi nặng một chút và có thể gây nhược cá, ảnh hưởng đến cá, thì anh chị có thể dùng những cái loại sản phẩm trên thị trường bây giờ từ cái chế phẩm sinh học, người ta cũng có điều trị sán da, sán mang thì nó sẽ êm hơn với cá. Thì ở đây thì ông Long sẽ nói về cái Pariwanthel, thì anh chị có thể cách ly riêng cá bệnh ra cái hồ cấp cứu, sau đó ngâm thuốc trị sán Pariwanthel với liều lượng là 2g cho 1m khối nước, sử dụng 2 liều cách nhau 2 ngày, và trước khi ngâm thuốc là nên thay 20% nước trong tanh hoặc hồ cấp cứu. Thuốc Pariwanthel có thể trộn vào thức ăn theo liều 1kg cho 300kg thức ăn cho cá koi ăn một lần một ngày liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày, hoặc là cũng có thể là trộn Pariwanthel dành riêng cho cá theo liều lượng là từ 50 đến 70mg cho 1kg thức ăn cho cá ăn liên tục trong vòng từ 4 đến 6 ngày. Ngoài ra thì chúng ta có thể bổ sung vitamin C trộn vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng, sức khỏe cho cá, để cá có thể là khỏe hơn. Thế thì quay lại cái trường hợp của cái bác này thì chúng ta có thể là xem vào mấy nguyên nhân sau. Thứ nhất là dưới đáy hồ của bác đó có nói là có một lớp cát dày, và khi bị bệnh thì cá có cái hiện tượng đó là cạ xuống cát rất là nhiều. Thứ hai là soi trên, anh chị em có thể nhìn ảnh soi trên vây và quanh mang có những cái nốt chấm đỏ, và hiện tượng trong mang thì nó cũng có những cái tưa bị mang, bị thối, hoặc là những cái tưa trắng. Thì thực ra thì giữa cái việc nấm mang và sán mang thì nó hình ảnh nó tương đồng gần như giống nhau, nhưng quay vào cái biểu hiện là bác này bác nói là lớp cát dày dưới hồ, cá cạ nhiều và trước đó nước rất đục, sau này bác ấy phải thay đổi cái hệ lọc và cho thêm di mát thì nước bây giờ nó mới trong lại được. Ấy thì cái nguyên nhân ở đây nó nghiêng về cái việc là cá nó bị sán mang nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là ở cái vây cá cũng như là quanh mang thì chúng ta có thể thấy hình ảnh vừa rồi nó có những cái nốt đỏ do cái hiện tượng tụ máu. Thì với những cái ảnh trực quan như thế này thì Long có thể chia sẻ với anh chị là khả năng cao nó nhiễm cái bệnh sán mang. Đó, thực ra thì chúng ta phải đến thực tế, thật nơi chúng ta xem trên thân cá rồi tất cả các hiện tượng của cá thì chúng ta mới biết được. Nhưng mà cảm quan ở đây chúng ta đi vào các group để chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về ba cái bệnh trên mang cá như thế này. Thì chúng ở đây thì Long có thể là nhận định tới 70% đến 80% là bị sán mang. Đó, thì ok. Thì hôm nay chúng ta cùng bàn với nhau về cái hiện tượng trên mang cá khi bị bệnh, để anh chị em có thể phân biệt rõ ràng giữa bệnh thối mang, nấm mang và sán mang nó như thế nào, để anh chị em rõ nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.